chiến thắng sẽ được 1 triệu đô. Chơi cái gì cơ, 1 triệu đô lận sao, thích quá. À vậy ta sẽ lấy được 1 triệu đô. Vậy thì tôi cũng sẽ tham gia. Cái gì con nhỏ bận hèn có con cún xấu xí. Mà đời qua mặt chị sao còn lâu. Đi ra chỗ khác chơi. Ha ha, 1 triệu đô sẽ là của chị. Ây là đau quá, bà chị kia thật quá đáng. Đức mình phải trở nên xinh đẹp để cho bà chị biết tay. Thế rồi đi thế nào? Em đi thấy chứ một ở sáu có cái đuốc. À chị mô tự nhiên sẽ phát xạ. Nhưng mà em đang mù rồi. Nhưng mà đẹp thử giá có gì cô là giúp đặt chứ. Ồ, đẹp luôn. Em thích nha. Nắng ở đấy cái nữ lai nó có cái đuốc mà dư lai có cái đuốc này. Nhưng mà mê ở hận có thể chế tạo được. Nhưng mà mê trước mê trước để chế tạo nên mê trước thể chế tạo được kìa nè. Thân hiểu khi nữ hận chế tạo được cái sẹn. Chế tạo nắng rồi chứ. Thích cái đuốc này mà. Để em thử chị ta cũng nghe. Thích cái đuốc nha. Cô tiên xinh đẹp. Trời ơi, nhìn cao quá không sao. Có gì là màu xanh đâu. Có gì màu xanh. Không có, chỉ có gì trắng thôi. Gì hồng cũng ta. Gì hồng cũng được. Sao cũng xinh. Mình không biết mình có nên lấy cánh sao không được. Mình cũng không biết. Mình không biết là nên chọn cái cánh này không. Ở đây có cánh hồng nè mọi người. Đó, cánh hồng, cánh vàng, cánh xanh. Trời ơi. Thank you.
có cái đũa rồi nó sờ chi nữa cả. Tự nhiên đi đau mồ tự nhiên đưa cái đũa ra đi. Chị ơi, cái này nó cần bỏ que vô trong. Cái đụt này sẵn vào luôn. Đó để em sẵn đi cặm cái bơ tương được mà. Thật đó. Không, mi để một lóc gồ cái bơ tương kiểu này nữa. Đó. Rồi mới cặn được rồi. Đó. Ừ, được rồi. Sao? Ok. Rồi đấy. Xinh đẹp sao? Xin qua nha. Để coi. Ở đây có rất là nhiều kiểu tóc luôn các bạn ơi. Tóc ngắn, tóc dài, tóc cũng là xả các kiểu. Cho nên nó tụn vậy chứ vậy. Chị ơi, cái này để cho sáng nữa thôi chứ vẫn lạnh. Em từng sáng luôn chứ. Khi cái đuộng này để em lạnh ở hơn tất cả con cái lửa nữa để ra hơn nữa. Cái này em gần bị đông bắn, nhưng mà mấy. Cái đuộng này em bỏ cả đếm cũng được cả chị. Nhưng cái đuộng thì kia luôn. Thank you.
báo luôn chị ơi. Mấy nhà báo luôn. Không đó, vậy mới chỉ để phát sẵn thôi chứ nổ nữa. Chị ơi. Em hỏi này, là men lấy cái đường này, men bỏ đấy cái mồ này được không? Đó là một cái nguồn kim cương có lời nguyện rằng okay. Tuy nhiên trong tôi bây giờ rất nhiều, nên là tôi xin phép nhận lời nguyện rằng